Dạ con đang chỉnh thêm cho chú một phút nữa nhưng mà thôi chắc đủ rồi ạ. Tại vì cái đường truyền internet ngày hôm nay rất là kiểu như là rất là khó chịu đấy chú ạ. Nó khó chịu nhưng mà năng lượng đủ rồi. Dạ. Nhiều quá dư. Dạ vâng ạ. Dạ cũng vừa mới hết giờ xong luôn đó chú. Dạ. Dạ con xin quay cho con xin phép có một đôi lời với khán giả chút xíu nha, một phút để cho mọi người an tâm. Là kính thưa quý vị, là tiếp tục một lần nữa mong quý vị thông cảm những cái vấn đề internet. Đây là những cái vấn đề ngoài sự cố của chúng tôi và chúng tôi không có điều khiển được cái việc này nhiều. Nhưng mà quý cô bác và anh chị em cứ an tâm là khi mà các anh chị bắt đầu nhận năng lượng của chú, có thể là đôi khi hình ảnh được truyền không tốt hay là bất kỳ vấn đề gì khác, nhưng mà anh chị em an tâm là anh chị em vẫn nhận được năng lượng bình thường nha. Không có vấn đề gì xảy ra với mình hết trong khi mà đường truyền internet nó bị lỗi. Để mong quý vị hiểu và thông cảm giúp. Dạ xin con xin mời chú ạ. Rồi, ngày hôm nay tiếp tục trả lời câu hỏi ha. Dạ vâng, ngày hôm nay chắc là mình được có một câu hỏi thôi à chú, tại vì mình còn cái chương trình tiếng Anh sắp tới nha chú nha. Okay, dạ. Okay. Dạ xin chú giải thích và cũng như là xin chú cho biết là làm sao để được cái trạng thái cân bằng cộng 1 trừ 1 và làm cách nào để mình giúp mình kiểm soát được cái việc này ạ. Dạ, chú đã, cái này chú cũng đã trả lời rất là nhiều lần rồi, nhưng mà cái điều bây giờ chúng ta trả lời thêm cái vấn đề là chúng ta hãy tìm vào cái lợi ích cho chính mình, cái lợi ích, vì cái lợi ích mà mình phải thay đổi. Anh chị em muốn có cuộc sống sung túc về kinh tế phải không ạ? Anh chị em muốn có sức khỏe, anh chị muốn có mọi sự việc tốt đẹp nhất đến với mình, thì mình phải tìm ra một phương án để mình cân nhắc thì mình thay đổi thôi. Nếu muốn có sức khỏe, đổi cái sức khỏe không là dư để thay đổi rồi. Vậy mình dư để mình có thể điều khiển cái trạng thái cảm xúc của mình rồi. Như đó thôi là dư rồi. Còn vấn đề mà vật chất, còn vấn đề mà gọi là cái cuộc sống dài lâu của mình, rồi con cháu của mình, rồi những người cha mẹ ông bà mình, rồi những cái cộng đồng nó lớn lắm. Thành ra những cái sự việc mà buồn phiền, những cái sự việc mà tức tối hay là những cái việc mà không có đúng á, thì mình thay đổi nó nhanh lắm. Nói chung một vấn đề duy nhất là lợi ích, và cái lợi ích để hạnh phúc, lợi ích để mình có được tất cả những cái điều cần thiết thì mình phải thay đổi. Tại vì xưa ta không biết, ta biết tưởng là mình nóng, mình mạnh lên, mình giữ lên cái người ta sợ mà để mình lấy được những cái lợi nhuận nhỏ đó. Nhưng mà bây giờ mình càng làm như vậy thì mình càng bị thiệt thòi và càng bị tổn thương hơn. Thì mình phải nhìn vào đó, tại sao tôi làm phải dữ dằn, tại sao tôi phải là tỏ là thái độ là ăn hiếp người khác, mạnh hơn người khác. Nhưng mà tất cả những cái chuyện đó đều làm cho mình tổn thương hết, không có lấy được cái gì hết, mà có lấy được của người ta cũng phải trả lại hết. Đây là cái quy luật, định luật của gọi là nghiệp lực nghiệp quả đó. Bởi vì tất cả những anh chị em còn trẻ là chú khuyên làm ăn chân chính đi. Có ít mình hữu ích, mà mình lại càng ngày mình tiến triển nhanh hơn. Còn bây giờ mình còn trẻ, cái đường hành trình của mình dài lắm, mà mình đánh mất đi cái lợi ích đầu tiên á, thì mình sẽ mất cả cái hành trình, bị mất hết. Nhất là bạn trẻ, các bạn trẻ đó, đầu óc minh mẫn sáng suốt thì hãy giữ cái minh mẫn sáng suốt này để chúng ta làm việc cho nó chính đáng. Làm ăn hay như vậy, buôn bán hay là cái gì cũng vậy, không cãi vã, không làm những chuyện rối rắm, thì tự nhiên mình cái đầu óc mình minh mẫn lên. Khi mình mẫn lên thì mình làm những sự việc khác nó dễ lắm, mình tiến thân dễ lắm. Và khi mình làm giỏi cái công việc thì ông chủ ông cho mình lên lương, mà cả công ty lên lương thì tất cả mọi người lên lương. Mọi người thay vì chúng ta giờ làm một tháng coi có được khoảng chừng là trung bình bao nhiêu vậy tiền tháng ở Việt Nam mình á? Trung bình cái gì chú? Tiền lương công nhân á. À, tiền lương nếu mà theo cái theo cháu nhớ nha, cháu không có làm trong luật và bộ luật lao động xã hội, nhưng mà theo cháu nhớ là hình như là 3,9 triệu hay sao chứ, nên là cái tiền lương căn bản của bên phía Việt Nam mình á, cháu nhớ là như vậy. Thì 3,9 triệu mình làm giỏi cái tự nhiên cái mình lên 5 triệu, rồi cái công ty mọi người giỏi hết, tự nhiên cái công ty cái lợi nhuận, cái công ty trả tiền lương 10 triệu. Rồi 10 triệu cái mình làm giỏi thì giỏi, mọi người làm sản xuất giỏi hết, thì tự nhiên cái sinh hoạt mình nó lên, cái vật chất mình nó lên. Còn bây giờ làm sản phẩm xấu quá, không tốt thì ai mà mua? Người ta không mua thì bán không được, không bán được công ty lấy gì trả tiền, phải không? Thì bây giờ mình trong một cái giới hạn của mình bình thường nhất đi, Mình đừng có tính chuyện làm ăn sai trái gì hết. Mình giữ chặt cái phẩm chất đạo đức, giữ chặt cái tình thương, không ăn gian ăn lận, không làm những việc sai trái, thì tự nhiên cái đầu óc mình nó minh mẫn sáng suốt lên. Mình đi làm việc gì nó cũng nó phát huy hay lắm, có nghĩa là hay lắm. Chú tôi nói thiệt với anh em nó hay lạ lùng lắm. Hôm nào gì hết, không có nhiều giờ, hôm nào chú sẽ kể câu chuyện này cho anh chị em nghe. Anh chị em thấy mà không hạnh phúc nữa thôi, nó hay lắm. Nó ngoài cái phần cái ví dụ bây giờ mình trình độ mình hiểu biết mình đi 5 đi, mà anh chị em có cái năng lực gốc vô trình độ hiểu biết anh chị em lên 10 liền. Mà chính cái năm khác biệt này á, nó sẽ quyết định cái vận mệnh của anh chị em đó, chứ không phải là không có đâu. Chú đã có nhiều cái bài học và nhiều người nói với chú vấn đề đó là nó khác lạ liền. Không, tôi nói không giỏi cũng phải giỏi, mà không khỏe cũng phải khỏe, tại vì mình có năng lượng. Còn như điện thoại anh bây giờ anh chị em mà không có wifi thì em cũng không làm gì được hết trơn. Bây giờ muốn phải có sóng wifi. Bây giờ não bộ chúng ta học energy, chúng ta học cách để chúng ta có wifi. Mà ra wifi của chúng ta là wifi đặc biệt, super wifi, chứ không phải là hệ thống 3G 4G đâu. Đặc biệt lắm, hay lắm. Nó cải thiện là hết tất cả những sức khỏe của mình, rồi trí tuệ của mình, rồi cách mình hành xử xung quanh với mọi người đó. Nó vi diệu lắm rồi, mà nó đạt lợi ích lớn lắm. Bây giờ anh chị em hay nóng hay la quát là hay chửi đó không? Thì vừa chửi lên cái này, chửi cái mất tiền, chửi cái là mất tiền, chửi cái là không giỏi, thì tự nhiên cái mình không chửi nữa, mình không tiêu cực nữa, mình tích cực lắm. Thì như đó thôi là dư để anh chị em làm rồi. Phải nghĩ tới cái lợi ích của mình, mà đây là lợi ích thật chứ không phải lợi ích ảo đâu nha, lợi ích thật sự đó. Thì anh chị em cố gắng thực hiện những cái gì chú trình bày với anh chị em, thì cuộc đời của chúng ta anh chị em sẽ thay đổi liền, thay đổi từ từ, từng bước. Bây giờ có người hỏi chú chứ chỉ công thức làm ăn buôn bán, công thức làm ăn buôn bán thì chú không biết, nhưng mà anh chị em sống đúng với đạo lý đi thì tự nhiên nó sẽ khác liền. Bây giờ cái việc gì cũng làm đi, cứ việc đó làm đi, mình muốn cần tiền thì mình ai mướn mình gì mà ra làm đó đi. Mà khi mình làm việc tốt đó, mình tạo cái lợi nhuận cho cái người chủ mình, thì người chủ mình chắc chắn là sẽ nâng mình lên liền, không bao giờ bỏ anh chị em xuống. Thì từ cái việc đó anh chị em tạo được lợi nhuận cho người chủ mình, người chủ mình có tiền có bạc có lợi nhuận thì mình đã được ổn định rồi. Rồi giờ làm thời gian cái việc này đi, mốt mình giỏi mình nghĩ qua mình làm việc khác, rồi giỏi nữa làm việc khác nữa, thì từng bước vậy đó. Anh chị em đừng có từ chối cái việc gì mà mình trong khi mình cần tiền, mình muốn đi làm việc gì đến với mình, cái việc làm tốt việc đó là anh chị em khác biệt liền. Rồi bây giờ thời gian của chúng ta cũng đã hết rồi, chú sẽ đi qua một chương trình khác nữa, và chú chào tạm biệt tất cả anh chị em, hẹn gặp lại anh chị em trong chương trình kế tiếp. Dạ vâng ạ, con cũng xin đại diện cho toàn thể cô bác anh chị em gửi lời chào đến chú và chúc chú một buổi tối thật là ngủ ngon. Nhưng mà trước khi ngủ ngon chúng ta còn một chương trình livestream bằng tiếng Anh nữa ạ. Và nhân đây con cũng xin phép là thông báo đến toàn thể quý cô bác anh chị em đồng bào là người Việt Nam, nếu như chúng ta muốn nghe tiếng Anh hoặc là hiểu tiếng Anh, hoặc là đại loại là chúng ta muốn xem những khán giả của tiếng Anh, tùy đôi khi chúng ta không hiểu nhưng mà họ cũng hay, lúc trước khi chúng ta làm chương trình livestream tiếng Việt đấy à, họ cũng vào xem. Tuy họ không hiểu chúng ta đang nói gì nhưng mà họ cũng biết rằng là chúng ta đang nói về NLG, và cái đó là cái mình cũng chia sẻ một cách rất là tích cực. Cho nên rằng là quý cô bác anh chị em nào mà hôm nay cuối tuần chúng ta rảnh rỗi, chúng ta có thể là ngồi lại để chúng ta chuẩn bị sang một cái chương trình tiếng Anh khác anh chị em ha, không sao hết. Dạ vâng, con cảm ơn chú rất là nhiều và con xin chào chú. Đây, chào cô Lê Thị Thu Hà nha. Con chào chú. Chào tất cả các bạn. Con cảm ơn chú ạ. Cảm ơn anh chị. Dạ vâng, em chào chị Thu Hà nha. Em chào chị, hẹn gặp chị đợt sau nha. Và trước khi kết thúc chương trình, Eddie xin phép được chia sẻ lại cho anh chị em cái số hotline của chương trình của chúng ta ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội cũng như là bên Mỹ và Canada. Và xin lại tiếp tục xin được có một chút dặn dò tiếp là đây là cái số hotline, có nghĩa là đây là cái số đường dây nóng của chương trình. Và cái số đường dây nóng này anh chị em có thể gọi khi nào mà anh chị em có những việc thật sự rất là cấp bách và cần được giải quyết ngay lập tức, hoặc là có những cái vấn đề gì rất là khẩn, giống như là chúng ta mỗi lần mà chúng ta có vấn đề về sức khỏe chúng ta hay gọi là cấp cứu, đúng không ạ? Thì cái số này giống như số cấp cứu vậy, có như là cho chúng ta cần thiết trong vấn đề cấp bách và cần phải giải quyết sớm. Còn tất cả những cái vấn đề khác mà không gấp thì vui lòng các anh chị có thể để lại cái tin nhắn, hoặc là chúng ta có thể làm là vào trong cái ô chat của Telegram để chúng ta cần cái sự hỗ trợ, từ từ sẽ có người trả lời cho chúng ta. Và cảm ơn anh chị em rất nhiều. Và Eddie xin kính chào toàn thể quý cô bác và anh chị em, và đại diện cho ban tổ chức chương trình Energy Sống Đồng ngày hôm nay, Eddie xin kính chúc cho tất cả mọi người chúng ta một ngày cuối tuần thật là nhiều niềm vui bên gia đình của mình nha. Xin kính chào tạm biệt.